Lịch sử Mosenai. Mosenai là gì? Được phát hiện hơn 100 năm trước tại một miệng hố thiên thạch ở tiểu bang Arizona. Một viên ngọc tuyệt đẹp của thế kỷ 21. Ngày nay với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và quy trình khép kín, Mosenai đã được công ty Charnkovac tạo ra. Mosenai được yêu thích trên toàn thế giới với màu sắc rực rỡ và ánh sáng lấp lánh được phân tán dưới ánh lửa trong quá trình thử nghiệm đã cho thấy Mosenai có tính quang phổ cao nhất và lớn hơn kim cương. Mosenai cũng cứng hơn và các loại đá quý khác và đứng thứ hai chỉ sau kim cương. Mosenai là sự kết hợp tuyệt vời giữa lịch sử và hiện đại qua bàn tay chế tác của các nghệ nhân đã tạo nên một viên đá quý với ánh sáng rực rỡ và hấp dẫn cho mọi người. Mosenai trải nghiệm theo thời gian.